ta hãy cùng nhau hướng ra màn hình nhé. Ban tổ chức, ban giám khảo hội thi, lời đầu tiên cho phép tôi xin được gửi tới ban tổ chức, ban giám khảo, quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể du khách gần xa và nhân dân các dân tộc huyện Hà Quảng lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng năm mới. Hòa trong không khí tràn ngập niềm vui đón Tết cổ truyền của dân tộc, trong khí thế mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024, chúng ta cùng hội tụ về đây trong ngày hội để cùng nhau đón chào năm mới, đem theo khát vọng một năm nhiều thành công và thắng lợi mới. Trong mùa xuân trường tồn của dân tộc, xã Hồng Sĩ hôm nay đang từng ngày đổi mới để những mùa xuân ấm no hạnh phúc về trên khắp mọi nẻo đường, trên khắp các bản làng. Và ngay sau đây, xin mời quý vị đại biểu, ban tổ chức, ban giám khảo, các vị khán giả, du khách và nhân dân cùng hướng lên sân khấu thưởng thức chương trình tham gia liên hoan văn nghệ lễ hội về nguồn của xã Hồng Sĩ với các tiết mục do đội văn nghệ thể hiện. Mở đầu chương trình xin thưởng thức tiết mục hát múa với bài Cù Pài Nhàng Tỉnh Cầm Có, tạm dịch núi rừng còn vọng lời anh theo làn điệu nàng ới của dân tộc Tày Nùng, sáng tác Phạm Tịnh với sự thể hiện của Huyền Trang, Bế Nga và Thu Thảo. Tiết mục thứ hai, nhảy dân vũ mang tựa đề Người Mèo Ơn Đảng, dựa trên nền nhạc bài hát Người Mèo Ơn Đảng, sáng tác nhạc sĩ Thanh Phúc. Tiết mục thứ ba, múa nùng với tên gọi Mùa Xuân Trên Nương. Xin mời quý vị cùng đón xem.